Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Bây giờ, ngươi vẫn muốn dẫm lên đầu ta hay sao? Không thể nào. Bản thân tử trở về từ Bắc Nguyên, chính là người vô địch Đông Hoang. Vô địch cái rắm, giao thần tử dám ra đây. Ngươi mơ đi. Bản thân tử tuyệt đối sẽ không giao ra thần tử giám. Nếu hắn không cho, vậy ta cho. Triệu Linh Diên, ngươi vì sao phải làm như vậy? Muốn làm tổn thương lòng của ta hay sao? Sau này ta chính là người của thập bát thần tử. Thần tử giám tự nhiên cũng là của hắn, có gì can hệ đâu. Ngươi, Triệu Ninh Diên, ngươi không làm ta thất vọng một mảnh si tình đối với ngươi. Ngũ thần tử, nếu như ngươi thật sự thích ta, không bằng đem thần tử giám giao cho lam nhân nhà ta đi. Ơi chó liếm, liếm đến cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng. Bỏ đi. Thác phó lương nhân, ta nhận thua. Cho ngươi. Tốt lắm. Hôm nay thu hoạch đúng là bội thu. Trò chơi này cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Thập bát thần tử, ngươi đừng quá đắc ý. Ta ở Bắc Nguyên đã gặp rất nhiều thiên kiêu lợi hại. Thực lực chỉnh thể của bọn họ vẫn là áp đảo Đông Hoang. Chờ ngày sau ngươi rời khỏi Đông Hoang, lúc đó mới biết thế giới này to lớn. Chính mình cũng chẳng là cái gì cả. Sỉ nhục hôm nay, ngày sau ta nhất định là sẽ trả lại gấp bội. Thần tử không tốt rồi, Bạch tiểu thư xảy ra chuyện. Cái gì?